Xin kính chào cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh review bất động sản thực tế của Thành Len. Cô chú anh chị đang được nhìn thấy toàn cảnh khu đô thị STC. Thành Len sẽ cập nhật hình ảnh mới nhất ngày 25 tháng 1 năm 2024 về dự án STC Long Thành. Dự án STC Long Thành là dự án đất nền khu dân cư thuộc xã Bình Sơn, Lộc An có quy mô lên tới 23,4 hectare với tổng số 1.083 sản phẩm do công ty cổ phần đầu tư bất động sản STC Goldland làm chủ đầu tư. Dự án STC Long Thành tọa lạc ngay trên mặt tiền đường DT769, xã Lộc An, Bình Sơn thuộc huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Và trước mặt của chúng chị đây chính là cổng chính đi vào của dự án STC. Trước mặt của chúng ta đó chính là tuyến đường DT769 và ngay ngã ba đi vào dự án STC có nguyên một cái cổng đô thị nhìn rất là đẹp và hoành tráng. Hiện tại STC Long Thành đã có một số nền có sổ rồi và nhà phố thì chưa có sổ của chúng chị nhé. Đây là hướng đi về quốc lộ 51. Cô chú anh chị đang được thấy đây là tuyến đường DT769. Và sau này DT769 sẽ mở rộng thêm tuyến đường DT769B ở phía sau dự án này nữa cô chú anh chị. Khu đô thị STC Long Thành nằm ngay cửa ngõ của vị trí tái định cư Lộc An Bình Sơn, được tận hưởng các cái tiện ích của tái định cư Lộc An Bình Sơn. Tái định cư Lộc An Bình Sơn có 8 trường học và 4 trường mầm non, 2 trường cấp 1, 2 trường cấp 2 và một quỹ đất để làm trường cấp 3. Và tái định cư Lộc An Bình Sơn có đầy đủ như là trạm y tế, trung tâm thương mại, chợ 2 hecta, ủy ban nhân dân. Vậy thì tất cả các cái tiện ích như Thành Len đã nêu trên thì đã đầy đủ để phục vụ cho một cụm dân cư lớn được của chúng chị và có nhà máy xử lý nước thải với công suất tới 4.000 mét khối trên một ngày, rất là khủng khiếp, với quy mô đầu tư lên tới 99 tỷ 720 triệu đồng của chúng chị nhé. Đấy thì Thành Len đang quay thực tế bằng điện thoại cho cô chú chị xem được. Thì đây là cái tuyến đường chính của dự án STC Long Thành. STC Long Thành thì hiện tại các cái nhà phố Thành Len cũng chưa thấy ai về ở đây cả. Tuy nhiên thì những cái dãy này đã được bán hết rồi cô chú chị. Và đất nền cũng đã có sổ một vài phân khu. Tuy nhiên thì cũng chưa có sổ hết đâu nha cô chú chị nha. Và cái tuyến đường mà Thành Len đang đi vào đó chính là tuyến đường D4. Ở vị trí trước mặt của chúng chị, đây chính là cái ngã tư, mà đây là ngã tư kết nối giữa tuyến đường D4 và tuyến đường N1 của dự án STC. Với thiết kế trước mặt của chúng chị đó chính là hai lầu một trệt và một tung, rất là đẹp, những dãy shop house rất hoàn chỉnh của chúng chị. Với những cái lô góc trước mặt của chúng ta đây thì có diện tích là ngang 8,5 và dài cho 16 của chúng chị. Đấy, 8,5 dài cho 16 là vị trí vát góc, còn diện tích là 8,5 dài cho 18 của chúng chị. Đấy, thì đây là cái diện tích của STC Long Thành. Và tùy theo của chúng chị nhé, tùy theo nền thì hiện tại những cái lô góc ngã tư như thế này thì có những cái mức giá rất là cao của chúng chị. Và những cái trục đường của STC sẽ được thông tuyến qua tái định cư Lộc An Bình Sơn, như là tuyến đường vị trí N47 sẽ thông qua tuyến N4 của STC, là một tuyến đường Thành Len đánh giá rất là cao, như là tuyến đường N54 sẽ thông qua tuyến N1. Đấy, thì đây là những cái tuyến đường thông xuyên của dự án tái định cư Lộc An Bình Sơn mà Thành Len đánh giá rất là cao với STC, kết nối có sự hậu thuẫn cho nhau để giúp cư dân của hai bên đi lại này, sinh hoạt này, cùng với đó là các cái tiện ích tiện nghi. Trong STC những dãy nhà phố như thế này
thì hứa hẹn tương lai sẽ có những cái shop house buôn bán các cái mặt hàng rất là sầm uất. Dự án STC Long Thành thì chúng ta sẽ có hai cái công viên của chúng chị ạ, hai công viên và có một cái quỹ đất giáo dục và một quỹ đất trung tâm thương mại dịch vụ. Tuy nhiên thì quỹ đất giáo dục cũng chưa thấy làm đấy, thì có những cái quỹ đất cây xanh và tại dự án STC thì có một chùa đấy. Trước mặt của chúng ta là những cái vỉa hè, hiện tại thì chúng ta thấy rằng là cũng chưa làm xong này, vỉa hè đang có những cái phần phía trong cũng chưa làm xong và hình ảnh cái dãy phố rất là nguy nga tráng lệ, rất là to của chúng chị. Đường ở đây khá rộng, tuyến đường D4 này là tuyến đường rộng nhất khu STC. Đấy, là tuyến đường rộng nhất STC. Và có một cái điểm chê của dự án này đó chính là kế bên cái phía sau là cái tiểu khu công nghiệp. Đấy thì Thành Len cũng không có thích lắm. Tuy nhiên hy vọng sắp tới thì các cái cụm công ty ở phía sau sẽ rời đi để quy hoạch khu dân cư. Cho tới thời điểm bây giờ thì cũng chưa có cái quyết định là quy hoạch khu dân cư ở cụm khu công nghiệp đấy. Và chúng ta đang được thấy là với cái tuyến đường D4 này, những dãy shop house, những cái trục chính ở trong D4 này là những cái dãy mà đáng giá tiền, rất là đáng tiền. Ở STC thì vừa bán nhà hình thành trong tương lai, vừa bán đất nền. Hiện tại các dãy nhà phố thì chưa có sổ của chúng chị nhé, chưa có sổ bàn giao tên cá nhân đâu. STC đã đấu nối điện rồi cô chú chị, đấy đã xin đấu nối điện của các nền rồi. Thì trong cái những ngày như thế này, Thành Len đang quay rất là trưa nên là không bắt gặp được các cái thợ đang đấu nối điện. Buổi sáng Thành thấy đấu nối điện khá là nhiều. Đây là tổng thể Thành Len quay từ trên cao để cô chú chị nắm bắt được. STC, STC Long Thành thì hiện tại cô chú chị đang thấy rằng là với những cái công bố của chủ đầu tư thì sẽ có như là ví dụ như là trung tâm y tế này, hồ bơi này, công viên này, đấy, rồi những cái nhu cầu trong cuộc sống phục vụ của cộng đồng dân cư trong tương lai và cư dân trên địa bàn như thông tin của STC thì có rất là nhiều thứ, nhưng tuy nhiên rằng thực tế thì nó sẽ không được như là STC công bố. Ví dụ như là trung tâm y tế thì chúng ta cũng chưa thấy là xây này, rồi hồ bơi cũng chưa thấy luôn này. Đấy, có khá là nhiều cái mà sự công bố chúng ta cũng chưa thấy, như trường học đấy, rồi trung tâm thương mại, các hệ thống tiện ích nội khu thì chưa thấy gì cả. Chỉ mới thấy được mỗi một cái đó chính là hai cái công viên. Nhưng trong các dự án bám sân bay quốc tế Long Thành, không tính dự án tái định cư Lộc An Bình Sơn, thì các dự án như là Century City này, Game Cây Gua này, rồi D2D này, thì Thành Len lại đánh giá rất cao dự án STC này. Đấy, Thành Len lại đánh giá rất là cao cái dự án STC, bởi vì dự án STC có hình dạng cũng như là mặt tiền đường bám đường với DT769 rất là dài, với hơn 700 mét mặt tiền đường DT769 và có lộ giới hành lang cây xanh, có đường song hành, cùng với đó là xung quanh được bao bọc bởi dự án tái định cư Lộc An Bình Sơn cũng như là khu dân cư của xã Lộc An Bình Sơn. Cô chú chị đang thấy rằng là thế giới chúng ta đấy chính là tuyến đường song hành, và đặc biệt một điều nữa đó chính là dự án STC đã có sổ của chúng chị. Những cái dãy shop house thì chưa có sổ, còn lại những cái nền đất ở phía trong đã có sổ và giá bây giờ rất là rẻ. Giá bây giờ có những cái lô đang ngộp với mức giá là 1 tỷ 5 cho 100 mét vuông. Đấy, 1 tỷ rưỡi cho 100 mét vuông, và thực sự thì quá là rẻ luôn. Và giá dao động sẽ từ 1 tỷ 5 cho đến 3 tỷ 3 trên một nền.
có những chủ đang cần tiền bán gấp thì họ sẽ bán lỗ là 1 tỷ 5, còn có những chủ thì họ bán là 2 tỷ 5 rồi 2 tỷ 9 rồi 3 tỷ 3 rồi 2 tỷ 8. Đấy thì có những cái lô góc người ta bán tới 6 tỷ. Đấy thì đây là tùy thuộc vào chủ bán của chúng chị nhá. Và giá bây giờ thì đã rất là rẻ rồi. Có những lô góc là 5 tỷ 3 tới 441 mét vuông. Đấy thì thực sự là rất là rẻ. Vậy thì hiện tại chúng ta đang thấy rằng là STC với những cái vị trí vàng và nhà đầu cơ rất là nhiều. Bây giờ họ cũng đang cần tiền và họ bán với cái mức giá thì cực kỳ rẻ của chúng chị. Cho nên là Thành Len đánh giá thực sự cô chú chị nếu đang có cái nhu cầu tìm mua thì chúng ta nên mua những vị trí như là STC và tái định cư Lộc An Bình Sơn. Trước mặt của chúng ta đây chính là ngã ba kết nối giữa tuyến đường hẻm của DT769 và tuyến chính của DT769 và tuyến đường song hành của tái định cư Lộc An Bình Sơn. Và hiện tại ở đây thì chúng ta đang nhìn thấy rằng là cái cụm dân cư phải không ạ? Cụm dân cư thì rất là đông luôn. Dân cư ở khu tái định cư Lộc An Bình Sơn cũng đã về hơn 10.000 người dân rồi. Và STC thì được bao bọc bởi vị trí là xã Bình Sơn. Với cái con đường trước mặt của cô chú chị là con đường một xẹt của DT769. Đấy. Thì với những cái vị trí hẻm 233 đây như thế này thì rất là đắc địa, và trước mặt của chúng ta sẽ có những dãy trúc thau của STC. Thành Len đánh giá rất là cao bởi vì cái con đường hẻm 233 này sau này sẽ là thông vào cụm khu dân cư ở phía sau nữa của chính trị. Đấy, thì chúng ta đang được thấy trước mặt đây chính là cái bảng báo này, và đối diện thì dân cư sinh sống sinh hoạt rất là sầm uất từ xa xưa tới nay rồi. Cho nên là Thành Len đánh giá rất là cao những cái dãy shop house và đường ở STC thì sẽ thông ra đường trục đường chính này luôn. Đấy, đối diện thì có ngân hàng HD Bank. Hiện tại khu vực này chúng ta sẽ có những ngân hàng như Agribank này và HD Bank này. Tất cả các cái ngân hàng chính thì đều có ở xã Bình Sơn rồi. Và ở tái định cư Lộc An Bình Sơn thì sẽ có ngân hàng Vietcombank này. Cho nên về giao thương ở cái khu vực này Thành Len đánh giá rất là cao. Từ cái vị trí Thành Len đang chạy xe máy quay cho cô chú chị này thì chúng ta đang thấy là cái tuyến đường N4 này, tuyến đường thông qua dự án đấy thì cũng sẽ kết thúc và bắt đầu từ cái tuyến đường N4 này, nó sẽ thông suốt với DT 769 đi qua vị trí từ hẻm 233 này kết nối vào đường N4 này, rồi đi qua tuyến đường N47 và ra N23 cũng ra DT769, có nghĩa nó sẽ thông hết của chúng chị nhá. Và những dãy trúc thau ở đây chúng ta đang thấy là có mảng cây xanh ngăn cách từ phía ngoài và phía trong là những cái dãy trúc thau. Vậy thì dãy này Thành Len đánh giá cũng rất là cao của chúng chị nhá. Đối diện là những cái gara ô tô này và ngân hàng HD Bank này, thì ngay những cái vị trí dãy shop house này thì Thành Len đánh giá rất là tuyệt vời. Và hiện tại STC như cô chú chị đang được nhìn thấy từ trên cao đang có những cái đội ngũ thi công làm đường, làm vỉa hè để hoàn thiện, và STC thì vẫn đang phát triển dự án và hoàn thành những cái bước cuối cùng trong dự án của họ. Vẫn có những cái đội ngũ làm đường này, còn có những đội ngũ thi công này, trồng cây xanh này. Mặc dù năm 2023 thì rất rất nhiều dự án hầu như họ đóng băng hoàn toàn, không có bất cứ một dịch vụ nào nữa rồi, chỉ có những cái dịch vụ chăm sóc cây cảnh và bảo vệ cơ sở hạ tầng mà thôi. Còn lại thì họ hầu như tất cả các dự án đều đóng băng, không không có làm gì với những cái dự án mà 1/500 của các chủ đầu tư phân xây nhà hình thành trong tương lai hoặc là phân lô bán nền. Thì Thành Len để ý thấy là rất rất nhiều dự án đóng băng. Tuy nhiên STC thì trong năm 2023 họ lại là một cái câu chuyện
vẫn âm thầm làm và chỉ có chậm hơn một tí thôi. Có nghĩa là tất cả cơ sở hạ tầng thì cũng đã hoàn thành được 70% rồi. Giờ chỉ có làm những cái dịch vụ tiện ích nữa mà thôi, và những cái vỉa hè chẳng hạn. Đấy, thì đây là cái vị trí mà cô chú chị có thể nhìn thấy trực tiếp xung quanh. STC thì phía ngoài đây là cụm xã của Bình Sơn. Vào sâu một đoạn nữa thì chúng ta đang thấy rằng là xã Bình Sơn dân cư cực kỳ đông, đông nghịt luôn cô chú chị. Chúng ta thấy nhà là nhà không phải không ạ? Đấy, nhà không. Và nhìn xa xa thì Thành Len hôm nay bay thấp nên cô chú chị nhìn xa xa cũng thấy rằng vàng vàng phía xa xa kia, đó chính là sân bay quốc tế Long Thành đang thi công. Và dân cư này, đấy, dân cư rất là đông. Như chúng ta được biết là với diện tích của xã Bình Sơn là 74,21 km và tổng cộng dân số tới năm 2018 là 23.427 người và mật độ dân số là 316 người trên 1 km, cũng rất là đông cô chú anh chị nhé. Và tuy nhiên cái con số này là 316 người trên 1 km thì chúng ta đang tính gộp với những cái quỹ đất không có dân như là quỹ đất cao su của Bình Sơn. Nếu mà chúng ta quy lại cái vùng mà dân cư ở thì nó sẽ rất là đông của chúng chị, sẽ không phải là cái con số này. Vâng ạ. Và chúng ta đều được biết rằng là với huyện Long Thành nằm về hướng tây nam của Đồng Nai và tọa lạc sân bay quốc tế Long Thành sẽ tọa lạc trên khu vực của 6 xã và đặc biệt là quỹ đất của xã Bình Sơn. Cho nên là những cái vị trí đầu tư vàng như dự án STC, dự án tái định cư Lộc An Bình Sơn, các quỹ đất gần sân bay thì đang được săn đón rất là nồng nhiệt. Mặc dù năm 2023 là một năm rất là ế ẩm bất động sản, nhưng mà lượng giao dịch tại khu tái định cư Lộc An Bình Sơn thì rất là nhộn nhịp của chúng chị. Dự án STC sẽ được ăn theo tiện ích của khu tái định cư Lộc An Bình Sơn. Hiện tại STC đã công bố rằng là có trung tâm thương mại, trạm y tế, có hồ bơi, có trường học. Tuy nhiên thì chúng ta nhìn thấy rằng là tất cả các tiện ích thì chỉ có mới hai cái công viên rất là nhỏ. Phía dưới chúng ta đang thấy rằng những cái dãy shop house nhà ở hình thành trong tương lai thì STC cũng xây chưa xong hết đâu cô chú anh chị. Đây là những cái dãy đã có rồi. Tuy nhiên những dãy shop house thì sẽ chưa có sổ, và những nền ở trong STC thì cũng đã có một vài khu có sổ rồi, cũng chưa có sổ hết cô chú anh chị nhé. Nhưng mà Thành Len đánh giá rất là cao với cái dự án này, với hơn 700 mét mặt tiền đường bám đường và gần 300 mét chiều sâu thì một cái hình chữ nhật rất là đẹp. Và một điểm trừ chỉ có là phía sau có các công ty khu công nghiệp phía sau thì Thành Len cũng không có thích cái điều này. Tuy nhiên thì hy vọng rằng sắp tới những công ty phía sau sẽ phải chuyển đi để làm khu dân cư và để tránh trường hợp ô nhiễm cho cả hai khu dân cư. Những cái khu ở phía trong thì là những cái gọi là các nhà xưởng gia công thôi chứ cũng không có sản xuất đấy. Và ngay vị trí này, đây chính là vị trí mà chúng ta đang nhìn thấy là kết nối giữa tuyến đường song hành N54 thông tuyến qua STC tuyến đường N1 và những dãy STC, những shop house mà đối diện ở tái định cư Lộc An thì quỹ đất mà đối diện với STC là quỹ đất trạm y tế, cho nên mình nghĩ rằng là bên STC sẽ không có làm trạm y tế nữa đâu. Họ công bố cái trạm y tế có nghĩa là ăn theo của tái định cư thôi, từ trường học này, từ tất cả các cái thì sẽ ăn theo tái định cư Lộc An Bình Sơn hết cô chú anh chị. Và hiện tại khu tái định cư Lộc An Bình Sơn thì thứ nhất cơ sở hạ tầng hoàn thiện, những hệ thống thoát nước, hệ thống xử lý nước thải, có nhà máy riêng và tất cả mọi thứ thì rất là đẹp, điện âm nước máy, vỉa hè rất là lớn. Ở bên STC thì vỉa hè chỉ được 2 đến 3 mét và điện âm có, nước máy thì cũng sẽ có luôn. Và một điều đó chính là màng cây xanh nó sẽ rất là yếu. Hơn nữa là bên STC nếu vỉa hè có 2 đến 3 mét thì chúng ta thấy rằng là nó rất là nhỏ. Và đường ở bên STC thì cũng sẽ có từ 6 đến 7 mét,
có những cái tuyến đường là 13 mét lòng đường. Tuy nhiên thì chỉ có những cái tuyến đường như D4 mà thôi. Còn tổng cộng thì tổng quan thì chúng ta thấy là đường với sự phát triển đô thị và quy mô, thì với cái quy mô của STC họ làm đường nhỏ như thế này cũng dễ hiểu mà thôi. Tại vì quỹ đất nó cũng khá là nhỏ. Và hiện tại chúng ta đang được nhìn thấy đây là những cái sản phẩm đất nền. Chưa có bất cứ một căn nhà nào được xây lên. Chưa có một bất cứ một căn nhà nào được xây lên. Và giá hiện tại thì Thái Lan được biết là rẻ nhất là 1,5 tỷ. Tuy nhiên những bất động sản mà 1,5 tỷ thì cũng rất là hiếm cô chú anh chị nhá. Chứ không phải đồng loạt đâu. Phía dưới là xe của các anh thợ đang đầu nối điện. Đấy. Và đây là cái công viên với hơn 2 sào. Công viên này thì phía trên cũng sẽ có những cái đồ khu vui chơi trẻ em đấy, cô chú anh chị, dành cho trẻ em giải trí thôi. Cũng khá là nhỏ, không có gì cả. Với các cái dự án bám theo sân bay quốc tế Long Thành thì dự án Century là có công viên đẹp nhất. Đấy, là tính trong cổ tổng cục mấy dự án như là Century này, rồi là STC DAD. Đấy, còn tái định cư thì chúng ta sẽ không nói là dự án bám theo, bởi vì tái định cư là dự án giải tỏa sân bay. Đấy. Nên là những dự án đó là dự án chắc chắn phải làm rồi. Và các cái thủ tục pháp lý của tái định cư Lộc An Bình Sơn thì cô chú anh chị yên tâm nhé. Dự án của chủ đầu tư là Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cho nên cái câu chuyện mà sai phạm pháp lý hay là cái vấn đề về pháp lý thì cô chú anh chị yên tâm. Còn ở tái định cư Lộc An Bình Sơn cũng có những lùm xùm về những cái cán bộ bị bắt là do có họ là lợi dụng tín nhiệm, lợi dụng chức quyền để làm những cái việc sai trái của pháp luật cấm. Đấy, thì họ sẽ bị thanh tra chẳng hạn như thế. Đấy, thì những cái câu chuyện này cô chú anh chị có thể tìm hiểu qua các trang báo mạng cô chú anh chị nhé. Và phía dưới chúng ta thấy rằng là ở STC này thì chưa có một cái nhà nào của khách xây lên cả, mặc dù cũng đã có một số phân khu đã có sổ. Còn nhà ở hình thành trong tương lai của STC là chưa có sổ cô chú anh chị nhá. Đấy. Và cô chú anh chị đang được thấy phía dưới tuyến đường N1 này Thành Len đánh giá rất là cao. Nó thông qua với N54 thì rất là đẹp. Và những cái dự án mà kế cận nhau mà có cái tuyến đường thông qua nhau thì là những tuyến đường kéo rất là dài. N54 sẽ bắt đầu của kết nối vào DT769B đi thẳng xuống và thông tới N1 này và thông hết 700m của dự án này thì tuyến đường N54 sẽ rất là sầm uất. Chúng ta sẽ thấy rằng là với những cái dãy shop house thì sẽ có những cái người giàu ở, đúng không ạ? Và khi mà họ ở đây thì họ sẽ lưu thông là một là cái tuyến N1 này thông qua để tránh những cái tuyến xe lớn cũng như bụi bặm. Họ sẽ đi trên trục N54 của tái định cư Lộc An Bình Sơn này, hoặc là họ sẽ đi trên tuyến N4 để thông vào tuyến đường N47. Vậy thì hai cái tuyến đường N47 và tuyến đường N54 Thành Len đánh giá rất là cao của khu tái định cư Lộc An Bình Sơn. Và với cá nhân của Thành Len mà cho Thành Len lựa chọn, Thành Len sẽ mua ở tái định cư Lộc An Bình Sơn, bởi vì nó đầy đủ các tiện ích hơn. Xây nhà thì sẽ không phải xây theo mẫu, chỉ xây theo đúng cái quy định của pháp luật mà thôi. Đó. Và bên STC thì cô chú chị xây là phải xây theo mẫu cô chú chị nhá. Đấy. Và hiện tại thì các cái tiện ích ở khu tái định cư Lộc An Bình Sơn có 8 trường học, 4 trường mầm non, 2 trường cấp 1, 2 trường cấp 2, 1 quỹ đất là làm trường cấp 3. Hiện tại thì cũng đang ngưng thi công cái trường cấp 3 để làm trường cấp 2 rất là lớn của chúng chị. Đang làm một trường cấp 1 cũng đã hoàn thành, một trường cấp 2 cũng đã hoàn thành, đã đưa vào hoạt động rồi. Đấy. Và chợ 2 hecta cũng đang trong quá trình lắp ráp nhà kèo rồi. Và các quỹ đất công viên thì họ cũng chưa có nguồn lực để làm các cái công viên. Chúng ta đang được nhìn thấy rằng là
phía trước của chúng ta, đó chính là những em bé ở bên dự án tái định cư qua đây để vui chơi giải trí hoàn toàn miễn phí. Với công viên này thì hơn 8 sao. Công viên này thì cũng khá là bé, không có gì là to cả. Tuy nhiên, với những em bé có những cái vật dụng của cái dự án này, có những trò chơi họ làm free ra như thế này thì họ cũng được hưởng cái tiện ích cộng hưởng với nhau. Thực tế là những dân cư ở bên tái định cư có thể qua đây chơi mấy cái trò này đấy, nhưng quay ngược lại thì dân cư ở STC được rất nhiều từ tái định cư, trường cấp 1, cấp 2, cấp 3, y tế, rồi ủy ban nhân dân xã, rồi chợ 2 hecta, rồi trung tâm thương mại sắp tới nữa đấy, rất là nhiều chùa miếu và đặc biệt là hai nhà thờ đấy, rất là đầy đủ cô chú chị. Quy hoạch tương lai sẽ thành một cái thị trấn nhỏ luôn đấy cô chú chị. Ở tái định cư Lộc An Bình Sơn thì có một ngôi chùa, tuy nhiên thì ngay kế STC chúng ta cũng đang thấy đối diện là có một ngôi chùa. Và STC Long Thành, Thành Len đánh giá rất là cao so với các dự án do các cái chủ đầu tư tập đoàn tư nhân họ đầu tư nên, thì Thành Len đánh giá STC vẫn cao hơn các cái dự án khác so với Game Cây Cua hay là Century, ăn đít từ vị trí, từ pháp lý luôn cô chú anh chị nhá. Và như vậy thì Thành Len đã cập nhật cho cô chú chị hình ảnh mới nhất từ ngày 25 tháng 1 năm 2024 về dự án STC Long Thành. Và Thành Len cũng đã phân tích cho cô chú chị hiểu rõ được vấn đề đầu tư giữa lựa chọn STC hay là tái định cư Lộc An Bình Sơn, các ưu và nhược điểm. Và STC thì Thành Len vẫn đánh giá cao nhất so với các dự án như là Century City, Game Cây Cua và D2D chẳng hạn, thì Thành Len đánh giá STC vẫn sẽ là đẹp hơn và có được cái tiện ích nối liền các cái trục đường như là N1 và N4 kết nối với N47 và N54 của dự án tái định cư Lộc An Bình Sơn. Và hiện tại thì chúng ta thấy rằng là chưa có bất cứ một cái căn nhà nào của khách xây lên, chỉ có là các cái căn nhà phố, nhà ở hình thành trong tương lai. Và Thành Len xin kết thúc video này tại đây. Cô chú chị thấy hay thì hãy đăng ký kênh của Thành Len. Thực chất Thành Len thuật vào 1 giờ tối sau khi hoàn thành các cái công việc khác rồi thì rất khá là muộn rồi, nên là hơi buồn ngủ, thuật nó không được hay hoặc là nó bị nói láy thì cô chú chị thông cảm cho Thành Len nhé. Và nếu cô chú chị đang muốn tìm hiểu về các dự án ven sân bay quốc tế Long Thành và đặc biệt là dự án tái định cư Lộc An Bình Sơn thì hãy đăng ký kênh của Thành Len cô chú chị nhé. Thành Len chuyên bất động sản khu vực tái định cư Lộc An Bình Sơn và các dự án ven sân bay quốc tế Long Thành cũng như là đất ngoài của dân ven sân bay, thì Thành Len luôn luôn có sản phẩm cô chú chị nhé. Cảm ơn cô chú chị đã theo dõi video này. Kính chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người.